Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Linh Kiện Store. Thì ở video lần trước mình cũng đã review về cái mẫu GZRC X7 rồi, mình đã đập hộp ở trong nhà. Thì ở video lần này mình sẽ test cái con GZRC X7 này ở ngoài trời cho các bạn xem và test cái độ phân giải của camera GZRC X7. Thì camera là Full HD 1080 nhưng mà nó được chống rung quang học nữa, nên là mình sẽ test thử cái độ chống rung quang học của nó tốt đến như thế nào. Và một đặc điểm nữa là cái mẫu này hiện tại nó đang cạnh tranh với lại BUD 5W. Thì BUD 5W là nó ra cách đây cũng khoảng cỡ gần 2 năm rồi, nhưng mà là cái thời lượng pin của nó chỉ khoảng từ 12 đến 15 phút thôi. Còn cái mẫu này á, là nó bay được khoảng từ 23 đến 25 phút, gần như là gấp đôi đối với BUD 5W. Thì bây giờ mình sẽ chụp một vài tấm hình và test quay camera ghi hình lại từ chiếc X7 này cho anh em tham khảo nhé. Thì vừa rồi các bạn cũng đã tham khảo được
video từ chiếc Flycam X7 này ghi hình và một vài tấm hình mà mình đã chụp được cho các bạn coi. Thì theo đánh giá các bạn như thế nào về chiếc X7 này và cũng như là chất lượng hình ảnh của camera của X7 thì các bạn hãy để lại phần bình luận ở phía dưới nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy là sản phẩm này hữu ích với các bạn thì các bạn hãy nhớ ghé linh kiện store mà ủng hộ shop nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.